Retinol là một cái thành phần trẻ hóa da này, tăng sinh collagen và tăng sinh cái tế bào da mới. Tuy nhiên rất là nhiều chị em khi mà chúng ta tự ý dùng Retinol hoặc tự mua trên mạng về dùng thì chúng ta sẽ bị một số những cái vấn đề kích ứng thường gặp, đó là bong da này, hay là khô da, hay là đỏ da kích ứng, rồi bị đẩy mụn, hay là một số những cái mụn không viêm để cho đến những cái mụn viêm, rồi chúng ta bị mẩn ngứa này. Những biểu hiện này nó sẽ rất là hay bị diễn ra, và một số chị em thì không biết dùng, thì khi mà mới dùng nó xảy ra những cái hiện tượng này thì rất là hoang mang. Cái nguyên nhân để nó làm nặng thêm những cái tác dụng phụ không mong muốn của Retinol là gì? Thứ nhất đó là sử dụng Retinol cái loại kích ứng quá mạnh. Khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng, chúng ta đã sử dụng một số những loại nó kích ứng quá mạnh, sử dụng với một cái tần suất quá dày. Khi mà chúng ta chưa quen với Retinol rồi sao ạ? Rồi có rất nhiều chị em kết hợp với những loại axit mạnh khác như là AHA, BHA hoặc vitamin C, hoặc các cái hoạt chất nó có khả năng kích ứng ở cái nồng độ cao, ví dụ như là niacinamide 10% trở lên, vitamin C 20% trở lên. Khi mà mới bắt đầu sử dụng thì nó cực kỳ rất dễ bị kích ứng nha chị em nhé. Rồi sao nữa ạ? Khi mà chúng ta dùng Retinol thì chúng ta không sử dụng những cái sản phẩm cấp ẩm và phục hồi cho da. Những cái sản phẩm cấp ẩm phục hồi đấy phải kể đến như là HA này, vitamin B5 này, peptide, polypeptide và ceramide, vitamin B3, và cái quá trình dưỡng ẩm cho da của chúng ta bị kém, chống nắng cũng kém nữa, thì nó khiến cho việc Retinol nó còn gây nên cái tác dụng ngược. Thì những cái tip sau đây nó sẽ hạn chế tác dụng phụ của Retinol nè. Tip thứ nhất đó là chọn những cái loại ít kích ứng trước, nồng độ thấp trước. Tip thứ hai là chọn những cái loại có nồng độ thấp rồi nhưng mà hãy trộn chúng cùng với dưỡng ẩm để giảm cái nồng độ của nó. Một số bạn da dễ bị kích ứng thì các bạn có thể thoa một cái lớp dưỡng ẩm lên da trước, sau đấy thì dùng Retinol sau. Tiếp theo đó là không dùng chung với một số những cái chất dễ gây kích ứng khác, mà dùng xen kẽ, ví dụ 2-4-6 dùng Retinol thì 3-5-7 dùng AHA hoặc BHA, và buổi sáng thì có thể là dùng vitamin C. Rồi tiếp theo nữa đó là trong 2 cái tuần đầu thì chúng ta có thể bôi cách ngày hoặc cách 2 ngày, sau đấy mới tăng dần cái tần suất sử dụng lên. Một cái mẹo nữa cho các bạn đó là bôi trong một thời gian ngắn, rửa đi sau khi mà chúng ta dùng 30 phút. Và một cái tip nữa đó là luôn sử dụng dưỡng ẩm và cấp ẩm trong cái quá trình chúng ta sử dụng Retinol, và hãy chống nắng, đây là điều cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn có một làn da đẹp. Vậy cái thời gian sử dụng Retinol bao lâu là hợp lý? Sau 1 năm mà chúng ta sử dụng retinoid thì da của chúng ta không thể cải thiện thêm được nữa. Nên sau khi mà da chúng ta đã đạt được một cái ngưỡng tối đa rồi thì chúng ta hãy dùng duy trì, hạ nồng độ xuống, dùng một tuần từ 2 đến 3 lần thôi với retinoid và đổi sang những cái loại khác. Ví dụ như từ retinoid thì hạ xuống là Retinol, tuần chúng ta dùng 3 đến 4 buổi. Hy vọng là những cái chia sẻ nhỏ này sẽ giúp cho các bạn hạn chế được cái tình trạng kích ứng dị ứng và da nó bị chết over quá với cái tình trạng là kích ứng lại với Retinol nhé.